Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong chuyến thăm Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật với đại diện của gần 10.000 người Việt Nam ở Thụy Sĩ. Trong phần điểm báo quốc tế tuần, cùng nhìn lại những hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam qua các chuyến thăm chính thức tại châu Á và châu Âu tuần qua. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang năm nay được tổ chức theo hình thức công chiếu trên sóng truyền hình và các nền tảng số, mạng xã hội. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, bà Tatiana Valeria. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc là ưu tiên hàng đầu. Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, đặc biệt là các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và an ninh lương thực. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, nhất là trong năm tới, hai bên sẽ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và cơ chế tiếp cận vaccine phòng COVID-19 toàn cầu, gọi tắt là COVAX, và đề nghị các tổ chức Liên Hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine, đồng thời giúp đỡ về vật tư, trang thiết bị y tế, cũng như tư vấn chính sách và kinh nghiệm giúp phục hồi kinh tế xã hội dài hạn, theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước khẳng định, sau khi tham gia hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn và cử lực lượng công binh, cảnh sát dân sự tham gia các phái bộ Liên Hiệp Quốc. Việt Nam cũng đang tích cực ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2023-2025, cùng một số cơ quan quan trọng khác để đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hiệp Quốc. Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva cảm kích về những nhận định và đánh giá tích cực của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về vai trò cũng như đóng góp của Liên Hiệp Quốc đối với chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu. Đồng thời cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Việt Nam đang tiếp tục tiến triển về nhiều mặt, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bà Tatiana Valoya cũng đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong việc đưa ra cam kết mạnh mẽ về biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời khẳng định, Liên Hiệp Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên quan tâm. Trước đó vào đêm ngày 27 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tức chiều tối thứ Bảy theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật với đại diện của gần 10.000 người Việt Nam ở Thụy Sĩ. Đây còn là cuộc đối thoại giữa Chủ tịch nước với kiều bào về những vấn đề thời sự của Việt Nam cũng như hợp tác giữa hai nước. Xin ông Chủ tịch làm thế nào để cho Việt Kiều được về thăm quê hương, thăm mộ mã ông bà? 2 năm rồi nhớ lắm, những đêm ngủ không được, nhất là trời lạnh. Ảnh hưởng toàn cầu, đi lại lây nhiễm phức tạp, trong khi vaccine chúng ta chưa được tiêm. Bây giờ chúng ta tiêm 2 mũi, thậm chí thấp tới 3 mũi, gần 200 triệu liều đã có ở trong kho chúng ta. Và chúng ta bây giờ có nhiều thuốc, nhất là thuốc của Nga, Mỹ, và hiện nay ở Thụy Sĩ này cũng đang sản xuất loại thuốc phòng chống Covid. Thì tôi nghĩ với cái tình hình như vậy, chúng ta tiếp tục mở cửa thì bà con về thôi. Tôi nghĩ rằng giờ đến Tết sẽ có dịp bà con có thể về. Đáp lại cái nỗi nhớ của bà con nhớ quê hương. Cuộc đàm thoại bữa nay lần này không biết ông Phạm Mai Lan có giúp đỡ gì thêm cho Việt Nam thêm về vấn đề Covid nữa không ạ? Lần này chúng ta cũng không có kiến nghị để mà về vấn đề mà này ở với tổng thống nữa, mà chúng ta đang nói với các khẩn dược ở đây là tiếp tục hợp tác với Việt Nam để mà sản xuất vaccine, sản xuất thuốc phòng chống Covid tại Việt Nam, để Việt Nam chủ động, không phải đi xin viện trợ hay là đi mua bán ở nước ngoài, mà chính là cái sản xuất tại chỗ này. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã trao cái biên bản ghi nhớ của Bộ Y tế Việt Nam
với các hãng dược ở đây để tiếp tục nghiên cứu sản xuất thuốc phòng chống Covid tại Việt Nam. Đó chính là cái nền gốc quan trọng để chúng ta phòng, sẵn sàng phòng chống lại các loại dịch bệnh, không phải chỉ Covid. Và rất vui mừng khi mà được nghe là phía Việt Nam mình có một trong các cái chú trọng là về cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thì Thụy Sĩ là 11 năm qua đứng số 1. Mình sẽ làm cái cụ thể như thế nào? Em biết là ngày hôm qua là mình đưa nó vào một cái trọng tâm thì cảm thấy rất là vui mừng. Thụy Sĩ là cái nước đổi mới sáng tạo hàng đầu. Cho nên cái thu nhập của người ta đó là 85.000 đô la một đầu người, top đầu thế giới, thì do đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Quê hương của Einstein, quê hương của nhiều nhà bác học nổi tiếng, Einstein có nhiều đóng góp Việt Nam. Lịch sử quan hệ Thụy Sĩ Việt Nam nó có cái truyền thống quý báu như vậy, chứ không phải 50 năm đâu. Bây giờ để nói về đổi mới sáng tạo thì có hai cái điều mà Tổng thống đã kết luận mà tôi đã đề nghị đấy. Cái việc thứ nhất là từ ý định thư phối hợp với Thụy Sĩ để là trong công tác xây dựng cái hệ thống phục vụ đổi mới sáng tạo, thì bây giờ sẽ thành một cái nghị định của nhà nước, hai nước về cái vấn đề này. Vì ý định thư thì mới ký năm 2019, bây giờ nâng lên một cái bước mới để cái kinh nghiệm, những cái học hỏi, những cái hỗ trợ của phía Thụy Sĩ và Việt Nam nó tốt hơn. Thứ hai nữa là theo yêu cầu của bạn, chúng ta cử một phái đoàn cán bộ khoa học sang trao đổi phía bạn để triển khai một số lĩnh vực mà thế mạnh về đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương hữu nghị tặng Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam. Quyết định này được Chủ tịch nước ký ngay trước giờ lên máy bay sang thăm Thụy Sĩ để kịp thời biểu dương hội đã đóng góp cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước trong hàng chục năm qua. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc tặng Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua đã ghi nhận nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam qua các chuyến thăm chính thức tại châu Á và châu Âu. Cùng với những dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ về kinh tế trong nước, những sự kiện ngoại giao quan trọng gửi đi thông điệp của Việt Nam về quyết tâm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế vượt qua đại dịch. Báo chí thế giới tuần qua cũng dành tương đối nhiều thời lượng để phản ánh những nội dung này. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm về nội dung này trong phần điểm báo quốc tế hàng tuần qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Nguyên. Xin mời anh. Cảm ơn biên tập viên Thùy Dương. Thưa quý vị, tuần qua tin tức về Việt Nam được báo chí trong khu vực và quốc tế quan tâm nhất chính là chuyến thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Nhật Bản tiếp đón kể từ khi Thủ tướng Kishida Fumio lên nắm quyền hồi đầu tháng 10. Điều này cho thấy Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là đối tác có ảnh hưởng ngày càng lớn trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Báo chí quốc tế cho rằng kết quả của chuyến thăm không chỉ là các con số hợp tác kinh tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài trong quan hệ Việt-Nhật dưới bối cảnh của đại dịch COVID-19. Chuyến thăm với lịch trình dày đặc trong hoạt động của các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam-Nhật Bản, nhưng điều đặc biệt hơn đó là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn thân tình. Và sự nồng hậu, chân thành giữa những người bạn cũng chính là ấn tượng đầu tiên để lại qua những hình ảnh về chuyến thăm mà báo chí quốc tế đăng tải trong tuần qua. Nổi bật trên các báo Nhật Bản trong ngày đầu của chuyến thăm chính là những bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dưới cây phong đỏ khi thăm tỉnh Tochigi. Các báo đã trích câu nói thân tình của Thủ tướng Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với sự tiếp đón nồng hậu của người dân Nhật Bản, cũng như phong cảnh hữu tình của tỉnh Tochigi, nơi có những chiếc lá mùa thu tuyệt đẹp. Khi được tặng những đặc sản của tỉnh, Thủ tướng đã hỏi rất thân mật, tôi có thể thưởng thức luôn được không? Còn trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Tokyo, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide đã nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 10 năm 2020 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức và cũng đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước có vô vàn tiềm năng và Nhật Bản muốn cùng Việt Nam đưa quan hệ đó lên một tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đó cũng chính là mong muốn của Việt Nam và một lần nữa nhấn mạnh sự tin cậy và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước là rất sâu sắc.
Bầu không khí thân mật cũng được thể hiện rõ nét trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio qua những cái chạm tay, nụ cười thân mật của hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Giữa hai nước có lòng tin chính trị cao, có tình cảm chân thành, tin cậy. Đây là môi trường tốt để thúc đẩy hợp tác về mọi mặt. Những tin tức về chuyến thăm cũng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Bản thân tôi hình dung về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là những cuộc gặp cấp cao. Tuy nhiên, Thủ tướng đã cùng đoàn đại biểu dành thời gian đến thăm và làm việc với các địa phương để hiểu về địa phương và lắng nghe ý kiến trao đổi của các địa phương, khiến tôi rất ấn tượng và cảm nhận được sự cởi mở và tư duy linh hoạt của vị Thủ tướng Việt Nam. Hình ảnh Thủ tướng tươi cười khi cầm những quả quýt Unshu trên tay, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó khiến tôi thấy rất vui. Chuyến thăm của Thủ tướng lần này không chỉ tập trung vào các hoạt động cấp cao, mà còn gặp rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Tôi nghĩ lịch trình đó cũng khá mệt và cảm thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của Ngài Thủ tướng. Rất may là thời tiết tại Nhật Bản những ngày này rất đẹp. Theo tôi, công tác ngoại giao của Việt Nam thật sự rất khéo léo. Có thể trước giờ mọi người thường nghĩ Việt Nam sẽ cần học hỏi Nhật Bản, nhưng thực tế tôi nghĩ có nhiều cái Nhật Bản cũng phải học hỏi Việt Nam, và tiếp sau đây cũng vậy. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida cũng có những mối quan hệ thân thiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, còn Thủ tướng Kishida cũng có thời gian giữ trọng trách Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai thủ tướng đã có sự gắn kết từ lâu. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Báo chí quốc tế nhận định rằng chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ chiến lược sâu rộng, đồng thời thể hiện các lợi ích mang tính chiến lược giữa hai bên. Các kết quả đó đã được thể hiện toàn diện và thực chất trong tuyên bố chung mở ra giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh của châu Á. Đây là kết quả quan trọng mang tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Kết quả quan trọng của chuyến thăm được các báo quốc tế đồng loạt đăng tải, đó là Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí về các phương hướng lớn để tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác quan trọng như tăng cường quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng an ninh nhằm duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Tờ The Star cho biết, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của thượng tôn luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 trong giải quyết những bất đồng giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và nhấn mạnh tầm quan trọng của một COC hiệu quả và thực chất. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn sau đại dịch với những bước phát triển mới sâu hơn. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hạ tầng chiến lược, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thực hiện các cam kết mà hai bên đã công bố với mục tiêu giảm phát thải về không vào năm 2050. Tôi nghĩ rằng dịch COVID-19 đã phần nào khẳng định sự tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việc cùng nhau vượt qua đại dịch và khôi phục nền kinh tế cũng góp phần khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Những hợp tác về an ninh hướng tới hòa bình và ổn định khu vực cũng đã được nhấn mạnh trong chuyến thăm này. Tuyên bố chung bày tỏ những quan ngại sâu sắc của hai bên về tình hình Biển Đông. Báo chí Nhật Bản và nước ngoài cũng chú ý tới những nhất trí của hai bên về việc duy trì trật tự thế giới mới. Tuyên bố chung lần này được cho là mở ra thời đại mới cho mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, và mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ bước vào thời đại mới. Vâng, và trong suốt chuyến thăm, một thông điệp được nhắc đến rất nhiều lần, đó là hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng trên mối quan hệ đối tác tin cậy. Hai bên đều coi nhau như những đối tác quan trọng hàng đầu. Niềm tin được xây dựng từ sự chân thành của cả hai phía. Và trong bối cảnh khó khăn thì những người bạn lại càng cần nhau hơn. Có thể thấy chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản đã truyền tải trọn vẹn thông điệp đó thông qua lịch làm việc dày đặc với nhiều hoạt động tiếp xúc với các giới chính trị, xã hội, xúc tiến hợp tác với các tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục thúc đẩy một điểm quan trọng trong hợp tác hai bên, đó là hợp tác giữa các địa phương.
trang tin News Fox 24 cho biết, trong những năm qua, đã có hơn 70 văn kiện hợp tác giữa các địa phương của hai nước, tiêu biểu như các cặp thành phố kết nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, Osaka, Hà Nội, Tokyo, Đà Nẵng, Yokohama. Và trong chuyến công du này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tochigi. Ông đã cảm ơn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập trong tỉnh. Thủ tướng đề nghị Thống đốc tỉnh Tochigi mở rộng giao lưu, hợp tác, đầu tư với nhiều địa phương của Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và cơ chế hợp tác sẵn có. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật đang đầu tư tại Việt Nam, phần nhiều là từ các địa phương của Nhật. Và ngược lại thì các địa phương của Nhật rất thiếu nguồn nhân lực, lao động trẻ. Việc tạo dựng cơ sở nền tảng cho hoạt động này rất quan trọng. Các báo Nhật đưa tin, một trong những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng khi thăm Nhật Bản là tham dự lễ xuất khẩu quả quýt Unshu của tỉnh Wakayama sang thị trường Việt Nam. Việc nhà lãnh đạo Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động nhỏ này cho thấy sự quan tâm của Việt Nam tới hợp tác với các địa phương của Nhật Bản. Nhiều báo Nhật đã nhắc tới từ ngoại giao trái quýt của Việt Nam và Nhật Bản từ những hình ảnh này. Các địa phương của Nhật đều có những đặc sản của địa phương mình, rồi mỗi địa phương lại có những doanh nghiệp lớn và việc họ quan tâm đầu tư vào Việt Nam thì quả thật rất đáng hoan nghênh. Không chỉ riêng chuyến thăm lần này, những hợp tác giữa các địa phương của hai nước đã có rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng sự liên kết, hợp tác sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Viết về chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam, tờ Nikkei Asia đã nhắc lại các chuyến thăm Anh, Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó và nói về ngoại giao đàm phán phục hồi kinh tế của Việt Nam. Bài báo cho biết, với các chuyến thăm Anh, Pháp và Nhật, Thủ tướng đã bắt tay vào ngoại giao đàm phán kinh tế. Điều này sẽ thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế đang gặp khó khăn do đại dịch. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản ngày 25 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp tới các nhà đầu tư Nhật Bản: Việt Nam có nền chính trị ổn định và tôi muốn các bạn yên tâm đầu tư lâu dài. Cũng trong buổi làm việc, Thủ tướng đã khẳng định các chính sách trong tương lai của Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển xanh, đối phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi kỹ thuật số. Riêng Việt Nam có chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, trong đó gồm 3 trụ cột chính là kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP. Việt Nam đang dần đẩy mạnh kinh tế số, phát huy đổi mới sáng tạo. Các startup cũng xuất hiện ngày càng nhiều, có cả những doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Điều quan trọng là Việt Nam phải thu hút đầu tư vào lĩnh vực IT, kỹ thuật số, AI, xe điện, môi trường, công nghệ cao. Tổng kết sau 4 ngày làm việc của Thủ tướng tại Nhật Bản, đã có hơn 50 văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực được ký kết. Trong đó có nhiều thỏa thuận hợp tác về các dự án trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Vâng, có thể nói chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo đà cho nhiều hơn nữa những hoạt động hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới. Và vào thời điểm này, báo chí quốc tế lại đang tiếp tục dõi theo diễn biến chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại châu Âu với chặng dừng chân đầu tiên tại đất nước Thụy Sĩ. Tại đây, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian thảo luận với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, các bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và nghiên cứu. Nhiều báo chí châu Âu đã có những tin tức về những kết quả đầu tiên của chuyến thăm. Theo báo Journal du Jour, tâm điểm của hội đàm giữa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Bonn chính là việc thúc đẩy đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch Tự do châu Âu mà Thụy Sĩ là một thành viên. Cả hai đều bày tỏ kỳ vọng quá trình đàm phán sẽ diễn ra nhanh chóng, cũng như ý định đưa mối quan hệ khăng khít giữa hai nước suốt 50 năm qua lên một tầm cao mới. Một kỳ vọng quan trọng của Thụy Sĩ đối với chuyến thăm là đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Chúng tôi tin tưởng quá trình đàm phán để ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu, trong đó Thụy Sĩ là một thành viên, sẽ được đẩy nhanh hơn nhờ chuyến thăm. Còn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Sĩ, một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian chia sẻ với các nhà đầu tư Thụy Sĩ về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh, đặc biệt về tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những lĩnh vực mà Việt Nam cũng đang ưu tiên.
Thụy Sĩ có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng và công nghệ thông tin, còn Việt Nam là một quốc gia rất mạnh về nông nghiệp, đồng thời cũng đang phát triển trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin và ngân hàng. Tất cả những gì liên quan đến các lĩnh vực này, Thụy Sĩ đều có thể hỗ trợ Việt Nam với nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên môn. Về diễn đàn doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Thụy Sĩ, thì tôi đánh giá rất cao khâu tổ chức về mặt nội dung. Diễn đàn cho phép nhiều đơn vị nhà nước cũng như doanh nghiệp của hai nước tham gia cung cấp thông tin và đưa ra nhiều ý kiến. Những câu hỏi, những kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp, đặc biệt là từ phía doanh nghiệp Thụy Sĩ, thì đã được Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ngành liên quan của Việt Nam trả lời rất là thỏa đáng. Hãng thông tấn Reuters và trang Euronews thì quan tâm đến những hợp đồng quan trọng được ký kết nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sĩ, đặc biệt là việc ký biên bản ghi nhớ trị giá 150 triệu đô la Mỹ giữa Vietjet và Astral Technics, nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu hàng đầu thế giới. Còn tại buổi gặp thị trưởng thành phố Bern, Alex von Grandfenried, sự chân tình của Việt Nam Thụy Sĩ một lần nữa được khẳng định qua lời chia sẻ của ngài thị trưởng rằng nhiều người Thụy Sĩ là fan hâm mộ của Việt Nam. Câu nói của thị trưởng Bern không hề xã giao, bởi trong câu chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều sự tương đồng, gắn kết giữa hai đất nước đã được chia sẻ rất thân tình. Điều đó để thấy rằng mối tương quan và mong muốn gắn kết giữa người dân hai nước Việt Nam, Thụy Sĩ là một tài nguyên của hai nước. Vâng, chỉ trong một tuần, hai chuyến công du quan trọng đã diễn ra. Nhiều cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp các quốc gia đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự chân thành, mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa Việt Nam và các đối tác. Điều này cũng thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của Việt Nam, cũng như sự chủ động tích cực của Việt Nam tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, hồi phục chuỗi cung ứng hay ứng phó với dịch bệnh. Và phần trình bày của chúng tôi sẽ được kết thúc tại đây. Xin mời biên tập viên Thùy Dương. Xin cảm ơn phần trình bày của biên tập viên Hoàng Nguyên. Và bản tin xin được tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 28 tháng 11 có 1.721 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên hơn 955.000 người. Về số mắc mới trong nước, ngày 28 tháng 11 ghi nhận 12.928 ca tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, Bình Phước, Bến Tre, Hải Phòng ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó. Tổng số vaccine đã được tiêm đạt hơn 118,7 triệu liều, trong đó mũi 1 là hơn 69,7 triệu liều, còn mũi 2 là hơn 49 triệu liều. Thưa quý vị, khác với những năm trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 7 năm 2021 theo hình thức công chiếu trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và các nền tảng số, mạng xã hội vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 11. Và chương trình đã thu hút được sự theo dõi của đông đảo nhân dân. Gia đình anh Long dự tính đi du lịch tại 4 huyện của Hà Giang để tham quan và ngắm hoa tam giác mạch. Nhưng do dịch COVID-19 nên gia đình anh phải tạm hoãn chuyến đi. Biết được thông tin tỉnh tổ chức chương trình công chiếu lễ hội hoa tam giác mạch trên nền tảng số, nên gia đình anh đã cùng nhau theo dõi để được chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh về vùng cao nguyên đá Hà Giang. Thì tuy là chúng tôi không đi trực tiếp để xem được, nhưng mà có thể là người dân Hà Giang nói chung và cả nước nói riêng. Đấy, có thể xem, có thể hiểu được phần nào về truyền thống dân tộc này, các món ăn, danh lam thắng cảnh và sẽ thu hút được lượng khách du lịch đến với Hà Giang. Với chủ đề Hoa của Đá, chương trình lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm nay diễn ra trong thời gian 45 phút, được phát sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương, trên nền tảng số của tập đoàn FPT, báo điện tử VN Express và mạng xã hội fanpage YouTube. Qua chương trình đã giúp khán giả và du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những dải hoa tam giác mạch nở rộ hay các hoạt động văn hóa du lịch mang đậm bản sắc các dân tộc trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đến những cái nơi danh lam thắng cảnh, những cái địa danh rất là nổi tiếng của vùng cao, thì tôi đã cảm thấy là đi trực tiếp tôi đã thấy nó đẹp rồi.
Nhưng ngược lại đến bây giờ là làm cái chương trình này lên để phát sóng trên các hình ảnh, lấy chọn lựa những hình ảnh mà những cái hình ảnh qua các màn hình nhỏ, tôi thấy nó lại càng thấy đẹp hơn. Cách làm linh hoạt của tỉnh Hà Giang trong việc tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch trên nền tảng số đã mang đến cho bà con một góc nhìn mới cho lễ hội năm nay. Rất là may mắn là bây giờ cái hệ thống truyền hình, truyền thanh nó rộng rãi, cho nên là cũng mở ra để xem những hoạt động lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh. Tỉnh Hà Giang đã phối hợp với công ty dịch vụ du lịch Đông Dương Sài Gòn tổ chức một chương trình trải nghiệm du lịch online trực tuyến có quy mô lớn để quảng bá lễ hội hoa tam giác mạch và hình ảnh du lịch Hà Giang đến các đối tác lớn là các doanh nghiệp, các công ty lữ hành trong và ngoài nước. Giờ đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được tỉnh kiểm soát, thì ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang đang linh hoạt xây dựng kế hoạch, sẵn sàng đón du khách trở lại thưởng thức không gian văn hóa đậm chất truyền thống của đồng bào dân tộc, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Những hình ảnh về lễ hội hoa tam giác mạch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Để xem trực tuyến tiếp kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.